Dạ. Để tiếp tục phần giao lưu đơn ca tài tử câu lạc bộ 3 số 9 do chính tính đảm trách hôm nay. Xin giới thiệu tài tử ca Kim Yến sẽ đến với chúng ta bằng thể điệu giọng cổ. Trích đoạn tình ra biên giới. Trích đoạn trong vở tuồng Tình ra biên giới. 1, 2, 6. Thành phần nhạc sĩ gồm có nhạc sĩ Minh Đức đờn guitar, nhạc sĩ Tám Vàng đờn sến. Đứng dậy chào rồi chứ. Ba rồi chứ không có. Ra biên giới giờ rồi gác là đang thu vật của ao rồi. Là hết luôn. Làm chồng mới luôn. Đang thu 1, 2, 6 không? Nói rối không? Không. Nhớ nhớ chăng anh chuyện ngày xưa ta biết nhau, ôi mối tình con tim thương nhớ trào dâng cho khoe mắt rưng sâu. Em vẫn hằng mong đừng dáng dở nhịp cầu, đôi khi muốn quên mà lòng sao thấy nhớ, muốn xa mà già mình trao trọn cho nhau, từng câu nói thiết tha qua ánh mắt đậm đà, mà bây giờ nói phải xa nhau thì bảo sao lòng không nghe chua xót. Mà bây giờ nói phải xa nhau, anh hy sinh tình yêu để cho em trọn hạnh phúc. Hạnh phúc của em có tình yêu anh đó, nếu xa nhau rồi em biết sống làm sao.
đời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ tuôn dòng. Đêm nay trăng sáng đầu non, trời cao minh chứng cho duyên đôi mình. Dù cho vật đổi sao dời sao ly chỉ có bóng hình hà mân si. Rồi chính vô làm bài coi nè.